Wow, đây là bóng sáo đầu tiên của mình nè. À, tiếc quá. Wow, Megalodon. Chào các bạn, mình là Meco trưởng đây. Đầu video thì các bạn cũng thấy là mình đã câu được 2 bóng sáo và mình cũng đã bị hụt 2 bóng sáo luôn. Bây giờ thì Meo sẽ hướng dẫn các bạn là địa điểm, thời gian, mồi câu và cần câu để câu bóng sáo nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là mồi câu nào để câu ra bóng sáo nhiều nhất. Đầu tiên là mồi bạch tuộc, thứ hai là mồi cá thu. Đối với mồi bạch tuộc á thì nguyên liệu tìm rất là dễ luôn. Chỉ cần đi vào siêu thị mua thôi là xong rồi. Và mỗi lần chế tạo thì chỉ tốn một nguyên liệu thôi. Còn về mồi cá thu á thì nó hơi khó hơn một xíu, đó chính là chúng ta phải câu được cá thu thì mới chế tạo được. Nhưng mà cái mồi này á thì nó sẽ tăng 100% xác suất xuất hiện cá khổng lồ, còn mồi câu bạch tuộc thì chỉ có 50% thôi. Mình khuyên các bạn là nên sử dụng mồi bạch tuộc để câu nhanh hơn nha. Và sau đây là những cần câu mà có thể câu được cá khổng lồ. Top 1 là phải nói đến cần câu xịn nhất, đó chính là cần mỏ neo. Cần này là mọi người trái lại cũng biết rồi ha, thì chúng ta phải bóc thăm bằng kim cương thì mới có được. Và phải nói là cái chỉ số xác suất của nó rất là cao luôn. Và sau khi mà mình trải nghiệm câu bóng sáu á thì mình dùng cái cần này mình thấy là chưa bị đứt bao giờ cả, chỉ có bị hụt thôi. Và tiếp theo là ba cây cần câu cũng có thể câu được cá khổng lồ luôn. Các bạn lưu ý là chỉ có thể mua ở trong khu nghỉ dưỡng thôi, chứ ở ngoài plaza không có đâu á. Đầu tiên là cần câu Silver Knight A01 màu xanh lá. Cần này mình thấy khá là rẻ thôi, chỉ có 3.750 tiền xanh. Mọi người cần một xíu thôi là có thể mua được rồi nè. Tiếp theo là cần câu Silver Knight A02 màu xanh dương. Mèo thấy là cái chỉ số của màu xanh dương với lại màu xanh lá nó cũng khá giống nhau. Màu xanh dương thì sẽ được tăng thêm sức mạnh, còn màu xanh lá thì sẽ được tăng thêm xác suất xuất hiện các khổng lồ. Tiếp theo là cần câu Silver Knight A03 màu hồng. Cần này thì có giá là 30 kim cương và mình thấy là mọi người recommend cái cần này rất là nhiều. Kiểu như là mọi người đánh giá cần này xịn nhất trong 3 cần vậy á. Còn Mel thì chưa dùng 3 cần này để câu bóng cá khổng lồ cho nên là chưa biết nữa. Và đây là cần mà các bạn có thể chế tạo được mà không tốn tiền. Nhưng mà nguyên liệu của nó thì cực kỳ khó nha. Tự nhiên những cái nguyên liệu của nó xong cái mình muốn dùng 3 cái cần hồi nãy ghê vậy á. Chúng ta cần phải có cá voi lưng gù nè. Con này thì Mel không biết là phải bắt bao lâu thì mới có được đây. Tiếp theo thì sẽ cần dây thần phế thải. Cái này sẽ câu bóng 2 hoặc là bóng 3. Sam đuôi tam giác. Mình không biết đây là cá hay là cái gì nữa. Và cuối cùng vẫn là cần một viên kim cương màu trắng nha. Đọc xong cái hết muốn câu cá ghê. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những địa điểm mà xuất hiện cá bóng sáu nhiều nhất. Đây chỉ là những cái địa điểm mà Mel đã câu được cá bóng sáu thôi nha. Đầu tiên là phải kể đến nơi thuyền bị đắm. Ở chỗ này thì chắc chắn là mọi người cũng đã biết rồi. Ở đây thì câu được rất là nhiều cá xịn luôn. Và tiếp theo là từ ở trong bờ, các bạn chạy ra ở ngoài hố xanh giúp mình nha. Xong rồi các bạn sẽ thấy là ở bên phía bên trái sẽ có một cái cục màu trắng trắng á. Thì khi tới đây rồi mình sẽ dừng ở giữa luôn. Và từ ở chỗ đó thì các bạn chạy thẳng lại đằng này nha. Ok, ở đây là được rồi, không cần chạy xa quá đâu. Như vậy là đủ rồi, bây giờ chỉ cần tính thời gian nữa thôi là các bạn có thể câu được. Khoan đã, để mình cho các bạn xem là ngoại hình của những chiếc cần câu này như thế nào nha. Ok, bây giờ thì bắt đầu câu thôi nào. Mình sẽ câu lần lượt từng chiếc cần câu luôn. Và đây là thời gian mà mình đã gặp bóng sáu nè. Từ 40 đến 45 phút, từ 55 tới 5 phút và từ 20 tới 30 phút. Đây là thời gian mà mình đã gặp bóng sáu và cũng có rất là nhiều bạn đã gặp trong cái thời gian này rồi. Mà các bạn lưu ý là trước khi câu thì nên dùng mồi bạch tuộc trước nha. Nếu muốn câu nhanh hơn thì có thể câu lọc bóng, là các bạn bỏ hết tất cả các bóng kia luôn, chỉ câu bóng 5 và bóng 6 thôi. Mình thấy là cách này có vẻ nhanh hơn á, chỉ có điều là hơi tốn tiền và tốn mồi thôi. À mà nãy giờ mình nói mà mình quên mất một chuyện rất là quan trọng luôn, là nếu mà các bạn muốn câu cá khổng lồ thì đầu tiên các bạn cần phải có thuyền trước nha. Tại vì có thuyền thì mới có thể đi ra khơi và câu được á. Ở trong bờ thì không có câu được đâu. Hoặc là có thể đi nhờ thuyền của bạn bè cũng được nè. Bạn nào gặp Mel á, Mel cũng cho lên thuyền hết. Cho nên là các bạn gặp Mel cứ lên thuyền của Mel thoải mái nha. Ba cần câu kia thì Mel đang trong thời gian test, cho nên là Mel chưa có thể nói là nó như thế nào được. Nhưng riêng về cái cần câu mỏ neo này thì Mel đánh giá là nó rất là tuyệt nha. Nó sẽ không bị đứt dây đâu nè, tại vì cơ hội thành công của nó tới 100% lận. Ngoài câu cá khổng lồ ra thì có thể câu được bóng 5 và những loại cá bình thường khác luôn. Chỉ có điều là giá hơi chát thôi. Mong là sau này game sẽ cho nạp tiền một cái cần nào đó thật là rẻ, kiểu như là 99k chẳng hạn. Wow, mới câu được cá mập mặt lợn nè, lần đầu tiên Mel thấy luôn á. Ê ê, cá khổng lồ mọi người ơi. Phải nói là coi nó nhấp mà tim Mel hồi hộp ghê luôn á. Đánh như là đánh trống vậy. Hình như là bóng cá khổng lồ nhấp rất là nhiều luôn. Mel thấy là có bạn nói là nhấp khoảng mấy chục lần luôn cơ. Ice, cứ tưởng là nó cắn câu rồi cho nên là Mel mới bấm. Thì ra là game lừa mình. Thấy nó cứ bơi chậm chậm á, cứ nghĩ là nó cắn câu thôi. Quạo ghê. 3 days later. Mọi người ơi, lại có bóng sáu nữa rồi nè.
cứu tôi, hồi hộp quá. À để mẹ tập trung nha, không thôi là vượt mắt á. Lần thứ hai bị hụt thì chắc chắn là do mình già rồi, chắc ai bây giờ. Đúng là tâm lý yếu đi câu cá cũng khó quá. Ok, lần này là bóng 5 nha mọi người. Để xem là sẽ ra con gì đây. Có một cái ngộ á, là bóng 5, bóng 4, mấy cái kia là mẹ không có rung. Tự nhiên bóng 6 rung quá trời. À, cá heo. Lần này lại là bóng khổng lồ nữa rồi. Nhất định là không được hụt, nhất định là không được hụt mèo ơi. À, dính rồi, trời ơi. Kiểu này là tôi giảm thọ 10 tuổi luôn á. Cuối cùng thì cửa ải đầu tiên cũng đã qua rồi. Bây giờ là còn ngàn ngàn cái cửa ải tiếp theo nè. Đặc biệt đó là mèo rất là dễ bị phân tâm luôn. Cho nên là câu được là mèo rất là im lặng và tập trung vào con cá. Ai nói gì thì kệ người ta, câu xong rồi tính. Tới cái bước này rồi mà hụt một cái ha, là mèo xóa game liền. Giỡn thôi, làm người ai làm thế. Tập trung vào nè, tập trung vào nè, không có bị hụt nè. Trời ơi, mỗi lần nó giật một cái là cái giò mèo nó cũng giật theo luôn á. Nếu mà mọi người coi, mọi người còn thấy hồi hộp nữa là lúc đó mèo hồi hộp gấp 10 lần luôn. Wow, oh my god, cá voi đầu con. Ủa, vậy là mình câu được rồi hả? Tuyệt vời quá vậy. Lúc mà mình câu được á, thì nó sẽ hiện ra cái dòng chữ thông báo là mình đã câu thành công. Trời ơi, xịn quá à. Làm cho tôi có thêm động lực để đi câu ghê á. U là trời, nó muốn bự hơn chiếc thuyền của tôi luôn nè. Hèn gì, giật ghê thế bé ơi. Mọi người ơi, sau một hồi câu thì tiếp tục mình lại được bóng 6 nữa rồi. Lần này thì mình cũng không bị hụt nữa nha. Mèo câu ở địa điểm mà hồi nãy mèo đã hướng dẫn các bạn á, ở gần hố xanh á. Mình sắp phải vui mừng thêm một lần nữa rồi. Lên đi, đừng có giật nữa. Nó giật mà mình cứ tưởng là đứt dây câu của mình không à. Trời ơi, ngay lúc này tôi cần thuốc trợ tim gấp. Wow, lên rồi. Cái gì? Cá mập khổng lồ Megalodon. Mẹ ơi, có thiệt không vậy? U là trời, đây chắc chắn không phải là mơ đúng không? Con cá này có thể nuốt được chiếc thuyền của mình luôn á. Em cảm ơn anh chị nhà phát hành đã làm ra game này để em có thể câu được cá mập nha. Như vậy là thỏa mãn rồi, tôi không muốn thêm gì nữa đâu. Các bạn hãy áp dụng địa điểm, thời gian, mọi câu và cần câu của mèo thử nha. Chúc các bạn sớm câu được bóng 6 nè. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn thấy video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký để ủng hộ mình nha. Và đừng quên bật thông báo khi mèo ra video mới thì nó sẽ không báo cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.